Thưa quý vị, đất trồng cây lâu năm là một loại đất nằm trong phân nhóm thuộc đất nông nghiệp. Theo tính chất của đất, đây là loại đất được sử dụng chuyên trồng các cây công nghiệp, cây ăn quả và các cây khác có thời gian sinh trưởng từ một năm trở lên mới được thu hoạch. Vậy khi nhà nước thu hồi đất, giá đền bù loại đất này được tính như thế nào? Đây cũng chính là nội dung câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm gửi về chương trình. Để hiểu rõ về vấn đề này, mời quý vị sẽ đến với nội dung trong tiểu mục Q&A mà chúng tôi đã tổng hợp. Điều kiện được bồi thường về đất khi thu hồi đất trồng cây lâu năm được quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất. Ngoài ra, vẫn có trường hợp đất không được cấp giấy chứng nhận nhưng vẫn được xem xét bồi thường. Điều này được nêu tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013. Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004. Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Xác định giá đền bù đất trồng cây lâu năm như thế nào? Giá đền bù đất trồng cây lâu năm hiện nay chủ yếu được áp dụng theo phương pháp hệ số điều chỉnh. Công thức tính cụ thể như sau: tổng số tiền đền bù đối với đất bằng tổng diện tích đất nông nghiệp do nhà nước thu hồi mét vuông, đơn vị Việt Nam đồng trên 1 mét vuông. Trong đó, giá đền bù đất bằng giá đất theo khung giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Lưu ý, khung giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc tương đương ban hành và thông thường khung giá đất này sẽ được áp dụng theo giai đoạn 5 năm. Hệ số điều chỉnh giá đất khi tính tiền bồi thường do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng sẽ quyết định tại thời điểm nhà nước quyết định thu hồi. Theo báo cáo thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh quý 3 năm 2023 của Savills Việt Nam, số căn hộ mới tăng 572% so với quý trước và tăng 11% so với cùng kỳ lên 2.528 căn từ 2 dự án mới và 6 dự án giai đoạn tiếp theo. Trong đó, thành phố Thủ Đức chiếm 74% nguồn cung mới. Riêng Vinhome Grand Pass The Glory 2 hạng B chiếm 59%. Mặt khác, nguồn cung sơ cấp tăng 32% so với quý trước và 12% so với cùng kỳ, lên 7.722 căn, phần nào giải tỏa áp lực thiếu nguồn cung. Hạng B có nguồn cung lớn nhất với 49% thị phần, theo sau là hạng C với 34% thị phần và cuối cùng hạng A với 17%. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3 năm 2023 của bất động sản.com, căn hộ chung cư là loại hình bất động sản duy nhất ít bị ảnh hưởng do phục vụ nhu cầu ở thực. Nhu cầu tìm mua chung cư Hà Nội tăng 6%, thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ 1%. Giá giao bán chung cư không có xu hướng giảm mà chỉ đi ngang, thậm chí tăng ở một số sản phẩm và khu vực. So với quý 1 năm 2023, giá bán chung cư Hà Nội trong quý 3 năm 2023 tăng trung bình từ 4 đến 5%. Chung cư thành phố Hồ Chí Minh đi ngang trong thời gian qua. Báo cáo của Savills Việt Nam cho biết, trong quý 3 này, giá chung cư tăng cao. Giá sơ cấp đạt 54 triệu đồng trên mét vuông, tăng 2% theo quý và 13% theo năm. Theo CBRE, giá thuê đất công nghiệp Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, diện tích đất hấp thụ tăng mức kỷ lục trong 9 tháng qua, vượt 50% so với năm 2022 ở miền Bắc và 20% ở miền Nam. Cụ thể, tại thị trường công nghiệp miền Nam, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp trung bình đạt 81,9%. Tỷ lệ hấp thụ đất công nghiệp trong quý 3 năm 2023 đạt hơn 190 ha, tăng 5,9% so với quý trước. Tính chung, 9 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 770 ha, cao hơn 20% so với cả năm 2022. Tại khu vực phía Bắc, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp tại thị trường cấp 1 đạt 80,2% tại quý 3 năm 2023, giảm 2,4 điểm phần trăm so với quý 2 và tăng 0,4% điểm phần trăm theo năm. Cũng tại báo cáo thị trường quý 3 năm 2023, CBRE cho biết thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục có sự cải thiện về tỷ lệ hấp thụ với số căn bán được khoảng 3.640 căn, tăng hơn gấp rưỡi so với quý trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng cộng có gần 7.916 căn hộ chung cư ghi nhận bán được ở Hà Nội, tập trung tại các dự án thuộc khu vực phía Tây và phía Đông. Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, bất động sản công nghiệp vẫn đang là điểm sáng của thị trường, khi có đà tăng trưởng tốt lên đến 12%. Theo dự báo, các sản phẩm mà các nhà đầu tư đang cân nhắc tại thời điểm này nằm ở phân khúc mua và mua để cho thuê. Thời gian tới, để thị trường bất động sản hồi phục, vẫn cần thời gian để phục hồi, đặc biệt cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế. Lúc này, thanh khoản mới được cải thiện và các nhà đầu tư mới xuống tiền cho bất động sản.
Thưa quý vị, trước những kế hoạch đẩy mạnh cải tạo, xây dựng chung cư cũ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thị trường bất động sản ghi nhận làn sóng tăng giá chóng mặt của những căn nhà tập thể với mức giá tiệm cận phân khúc chung cư cao cấp đang mở bán. Dù có mức giá cao ngang ngửa căn hộ chung cư hiện đại, song vẫn là sự lựa chọn của không ít gia đình. Dự báo với nguồn cung dự án nhà ở khan hiếm như hiện nay, giá căn hộ tập thể cũ sẽ tiếp tục tăng. Theo ghi nhận của phóng viên Phố Bất Động Sản, nhiều căn hộ tập thể cũ đã xuống cấp nhưng vẫn được giao bán với mức giá từ 60 đến 80 triệu đồng một mét vuông, thậm chí lên tới 100 triệu đồng một mét vuông. Trong đó, một số căn được chủ chia nhỏ, cơi nới tự phát hoặc không có pháp lý rõ ràng. Chỉ cần gõ lên thanh tìm kiếm của Google, Facebook, cụm từ khóa như chung cư cũ, mua nhà tập thể cũ, sau 1 đến 2 giây, ngay lập tức sẽ xuất hiện hàng loạt thông tin và các hội nhóm được thành lập với hàng chục nghìn thành viên như thế này. Theo ghi nhận, nhiều căn hộ nhà tập thể cũ đang được giao bán với mức giá từ 1,5 đến 2 tỷ đồng, với diện tích từ 30 đến 70 mét vuông, 3,5 đến 4,2 tỷ đồng với diện tích sử dụng khoảng 90 mét vuông. Ở Ngọc Khánh, Ba Đình bây giờ cực kỳ hiếm. Mấy cái anh đầu tư mà chuyên đi mua tập thể để sửa, để bán. Ông ấy giảm 1 tỷ 15, thì ông ấy sửa và mất khoảng 50 triệu, thì ông trả lên khoảng 2 tỷ 1, 2 tỷ 2. Kiếm được một xíu 1, 2, 300 triệu, mua nó sửa nó lướt ấy, cho nên nó đẩy giá lên rất là cao. Với tâm lý là sẽ được tái định cư tại khu vực trung tâm, nên người dân đang sinh sống tại các khu tập thể cũ thường tự đẩy giá nhà tăng cao so với mặt bằng giá và chất lượng thực tế của loại hình căn hộ này. Thêm vào đó, các khu tập thể cũ thường nằm ở trung tâm, thuận tiện cho việc giao thông đi lại và phù hợp với đại đa số nhu cầu của người dân. Chung cư kiểu ở xa trung tâm các thứ, còn nếu mà mua nhà tập thể thì mình sẽ chỉ cần thêm một chút vào, mình cơi nới, mình sang sửa một tí thôi thì cũng đã có một cái căn nhà nó khá là đẹp, với cả là sau này mình cũng tính đến chuyện là ví dụ như là có con cái các thứ ấy, cho con đi học, giao thông, di chuyển các thứ nó cũng tiện hơn ấy. Cũng gần các trường học hay là bệnh viện thì sẽ phù hợp hơn với gia đình và nhiều lứa tuổi khác nhau. Lý giải nguyên nhân khiến giá nhà ở tập thể ngày càng tăng cao, các chuyên gia cho rằng căn hộ tập thể cũ đều nằm tại những vị trí vàng, ở trung tâm thành phố, xung quanh đầy đủ tiện ích, giao thông thuận tiện. Mặc dù diện tích trên sổ nhỏ, hẹp nhưng các căn nhà đều được cơi nới để tăng thêm diện tích sử dụng. Nếu khi cải tạo, sẽ được nhận nhà mới với diện tích rộng rãi hơn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nguồn cung dự án khan hiếm như hiện nay, thì giá căn hộ tập thể cũ vẫn sẽ tiếp tục tăng. Thực ra là người dân rất là muốn gần cái nội đô để đi lại, mua sắm rồi là thụ hưởng các cái dịch vụ đô thị hơn là các cái khu vực vùng ven. Cho nên giá nó cao là cũng là điều hợp lý thôi. Tuy nhiên cũng chỉ xin lưu ý một vài cái khuyến cáo, đó là cái khi người mua chúng ta nên có những cái lựa chọn sáng suốt về mặt an toàn và về mặt khả năng thực hiện lại các dự án cải tạo xây dựng lại để bảo vệ quyền lợi cho mình. Cũng theo các chuyên gia, người mua nên cân nhắc kỹ trước khi mua những căn hộ tập thể cũ. Do là nhà tập thể cũ nên một số trường hợp có pháp nhân sở hữu không rõ ràng. Người mua cần tránh giao dịch mua bán chỉ có giấy tờ viết tay hoặc tránh mua nhà tập thể quá cũ nát, xuống cấp, nguy cơ cháy nổ cao, chập điện không đảm bảo khi vào ở. Theo quyết định 123-2001 ngày 6 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quy định chủ đầu tư các dự án khu nhà ở, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất ở hoặc 30% quỹ nhà ở để bổ sung vào quỹ nhà ở của thành phố. Tuy nhiên, tại Hà Nội, phần quỹ đất 20% với diện tích hàng chục nghìn mét vuông đất vàng tại dự án khu đô thị mới Trung Văn được hô biến thành khu biệt thự triệu đô và các khu chung cư cao tầng với hàng trăm căn hộ để bán. Và Phố Bất Động Sản sẽ mục sở thị phần diện tích này trong tiểu mục giỏ hàng sau đây. Dự án khu đô thị mới Trung Văn do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư với quy mô gần 12 ha. Cuối năm 2004, Ủy ban Nhân dân thành phố có quyết định cho Công ty Hansik chuyển mục đích sử dụng gần 12 ha đất để đầu tư xây dựng khu đô thị mới Trung Văn. Theo quy hoạch ban đầu được duyệt, dự án quy hoạch phân chia làm 15 ô đất, trong đó có hàng ngàn mét vuông được xác định là quỹ đất 20%. Nhưng chủ đầu tư sau đó đã xây dựng những quỹ đất này thành khu biệt thự, chung cư để bán. Theo ghi nhận, tại một số lô đất vốn là quỹ đất 20%, chủ đầu tư đã xây dựng khu nhà ở biệt thự để bán và bàn giao cho các hộ dân về ở hàng chục năm nay. Giá khu biệt thự tại đây dao động từ 150 đến 180 triệu đồng một mét vuông, tùy vị trí. Trước tình trạng này, mới đây, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý sau kiểm tra với doanh nghiệp này.
Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư chấp hành nghiêm túc các nội dung tại báo cáo kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành sau thanh tra, như thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất, triển khai xây dựng các ô quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật bàn giao đưa vào sử dụng, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đến đây bản tin Phố Bất Động Sản ngày 12 tháng 10 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.